Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc bidet của hãng Hyundai có mã là HB220. Đây còn gọi là cái vòi xịt rửa vệ sinh gắn bồn cầu. Và cái vòi này có đặc điểm là được sản xuất tại Hàn Quốc và bảo hành chính hãng 2 năm tại Việt Nam. Đây là chiếc bidet điện tử có khả năng xịt rửa bằng nước ấm. Cái vành ngồi cũng được sửa ấm và có chức năng sấy khô khi các bạn xịt rửa xong. Ngoài ra thì nó có cả chế độ xịt rửa cho trẻ em. Đóng gói thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện để lắp đặt. Đây là hệ thống giá đỡ để các bạn gắn cái nắp bệt này vào cái bồn cầu có sẵn của chúng ta. Sách hướng dẫn sử dụng. Đây là phiên bản HB220. Trong này thì có hướng dẫn lắp đặt và sử dụng bằng hình ảnh. Nên các bạn rất là dễ thao tác. Đây là vòi cấp để các bạn trích nước cấp cho nắp bồn cầu. Chúng ta chỉ cần trích nước lạnh thôi. Vì ở trong này có hệ thống tự sửa nước rồi. Và cuối cùng, đây là chiếc nắp HB220 của Hyundai. Toàn bộ là màu trắng và có thiết kế giống như một cái nắp thông thường. Tuy nhiên thì nó tích hợp thêm cái chức năng sửa cái vành ngồi Rồi chức năng xịt rửa nước ấm và chức năng sấy khô Đây là thông số của Hyundai BDS-HB220 Công suất là 660W và có khả năng chống nước IPX5 Cái điều này rất là quan trọng vì trong nhà vệ sinh chúng ta thường ẩm ướt Nên cái khả năng chống nước này sẽ giúp cái nắp bồn cầu này bền hơn Đây cũng là sản phẩm vừa ra mắt năm nay 2022 và đang có sẵn tại gia dụng nhà Việt Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tính năng và cấu tạo của chiếc nắp này ở vành ngồi chúng ta có cái cảm biến hay là cảm biến da nên khi có người ngồi đây nó sẽ nhận biết được và kích hoạt các tính năng còn đây là vị trí để vòi nó sẽ đẩy ra đẩy vào cái nắp này là nắp dạng đóng mở êm tức là các bạn chuyển thả ra nó sẽ tự đóng từ từ xuống cả phần nắp ngồi và nắp đậy phần lớn mọi người đều thuận tay phải nên phía bên trái của nắp chúng ta thấy chỉ có cái nút này để tháo mở ra khỏi cái giá đỡ thôi còn bên phải thì là sẽ có bảng điều khiển cái bằng điều khiển này được cải tiến đó là bằng điều khiển cảm ứng và có khả năng chống nước IPX5. Trên đây chúng ta thấy có cái nút bấm để điều chỉnh các tính năng. Các nút này chỉ việc chạm vào thôi. Nút đỏ này stop là dừng lại. Đây là nút xịt rửa cho phụ nữ, xịt rửa đi nặng, xịt rửa mạnh. Nếu các bạn bấm thêm các nút này một lần nữa thì nó là chức năng vừa xịt vừa di chuyển cái vòi. Thụt thò, thụt thò để di chuyển đấy ạ. Còn phía dưới là các cái nút tính năng. Thứ nhất là dry là sấy khô nút auto là nút xịt và sấy khô tự động, còn đây là nút xịt rửa cho trẻ em. trong khi đang xịt nước các bạn có thể điều chỉnh được cái lực xịt hoặc là điều chỉnh được cái nhiệt độ sấy khô. Còn phía dưới là điều chỉnh cái vị trí của cái vòi xịt. Đây là điều chỉnh nhiệt độ nước. Còn đây là điều chỉnh nhiệt độ ghế ngồi. Còn đây là chức năng tự động rửa cái đầu vòi và chức năng tiết kiệm điện. Khá là nhiều tính năng nhưng mà cũng rất là dễ dùng. Còn đây là cái phần uh, cấu tạo của vòi xịt ra chúng ta có phần vòi xịt này còn bên cạnh là cái ô để xì cái hơi nóng sấy khô ra đây là cái ô để xì hơi nóng này phần dưới này là cái khóa kỹ thuật thôi đây là cái chốt để các bạn mở đóng khi mà các bạn muốn lau rửa cái nắp bồn cầu này chẳng hạn mặt sau của cái nắp bồn cầu thì chỉ có phần dây điện ra thôi còn ở cạnh trái thì như tôi đã tìm hiểu rồi đó là cái phần khóa để tháo cái nắp bồn cầu này khỏi giá đỡ còn bên phải thì ngoài bảng điều khiển chúng ta sẽ có phần đường nước vào Dây cấp nước sẽ đấu vào đây Còn bây giờ tôi sẽ cắm điện để dùng thử Thì bình thường các cái bàn phím này khi cắm điện ấy không tác dụng gì cả Chúng ta phải ngồi vào hoặc là chạm tay vào phần cảm ứng ấy Thì nó sẽ hiển thị cái lực xịt này Đấy, và lúc đó thì mới bấm được cái nút nhé Đây tôi sẽ chạm tay vào cái phần cảm ứng này Và bây giờ chúng ta sẽ thử bấm các cái tính năng ví dụ tính năng xịt rửa cho phụ nữ khi bấm đây thì cái vòi sẽ đẩy ra và chúng ta thấy quan sát cái vòi này có ba lỗ tương ứng với các cái tính năng xịt cho phụ nữ này xịt đi nặng và xịt mạnh đây là cái vòi chúng ta và bấm lần nữa các bạn thấy nó nó sẽ di chuyển thụt thò cái đầu vòi có thể đây gọi là tính năng xịt massage cũng được hoặc là giúp xịt sạch hơn còn đây là tính năng sấy khô này nó sẽ mở cái nắp sấy khô và phun khí nóng ra các bạn có thể điều chỉnh được cái mức nhiệt sẽ Cách dùng rất là đơn giản. Với kinh nghiệm sử dụng và bán nhiều loại lắp bồn cầu điện tử của các hãng khác nhau, cá nhân tôi đánh giá chiếc lắp bồn cầu Hyundai VDS HB 220 rất đáng giá. Nó có khả năng chống nước này, rồi đầy đủ các tính năng và cả khả năng xịt rửa cho trẻ em. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc lắp bồn cầu HB 220 được sản xuất tại Hàn Quốc và bảo hành chính hãng 2 năm tại Việt Nam, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại